Linh Cẩu Đốm là thú săn mồi đặc trưng ở lục địa đen. Có tính xã hội rất cao, sống theo bầy đàn. Con cái dày dặn kinh nghiệm nhất sẽ được bổ nhiệm làm con đầu đàn, quản lý nhiều con cái khác và lên cẩu non. Trong khi con đực có cuộc sống đơn lẻ, không theo bầy đàn nào cả. Chính vì vậy mà ở lên cẩu cái có thêm một bộ phận sinh dục giả đực. Bộ phận dương vật giả này sẽ giúp cho tất cả các thành viên trong đàn giải quyết nhu cầu sinh lý nếu cần thiết. Nói vậy không có nghĩa là lên cẩu đực vô dụng, thật thiếu thốn. Chỉ khi nào lên cẩu cái quyết định sinh nở, nó sẽ tìm đến lên cẩu đực để giao phối. Một cục mây mưa theo đúng nghĩa đen. Sau khi mang thai, lên cẩu cái sẽ tách khỏi đàn, tìm một chỗ khác để đào hang làm tổ, sinh đẻ và chăm con nhỏ. Khi lũ trẻ đủ cứng cáp, lên cẩu mẹ sẽ dẫn sắp nhỏ về ra mắt và gia nhập trở lại đàn của nó. Nhưng điều đặc biệt muốn nói ở đây đó là lên cẩu đốm là những bà mẹ có ca sinh nở gặp nguy hiểm lớn nhất ở châu Phi. Linh cẩu cái sinh con qua dương vật giả và bộ phận này có thể bị rách trong quá trình sinh sản. Điều này không chỉ gây đau đớn mà thậm chí có thể lấy đi tính mạng của linh cẩu mẹ. Trên thực tế khoảng 15% linh cẩu cái chết trong lần đầu tiên sinh con. Chúng có tập tính xã hội cao, chúng thông minh và chúng trinh sát với bộ quy tắc nghiêm ngặt. Quân phiệt để quật ngã những con mồi đáng gờm. Như bất kỳ đơn vị đặc nhiệm nào, mỗi chiến sĩ có một cấp bậc và biết rõ vai trò của mình. Các thành viên được phân biệt bằng các vết đốm trên bộ lông, như vân tay. Nhưng sự tinh tế này mới chỉ là điểm bắt đầu của thị lực phi thường ở loài linh cẩu. Khi đi săn, linh cẩu đốm định vị con mồi bằng thị giác, thính giác và khứu giác. Mùi của con mồi dẫn đội đặc nhiệm này đến địa bàn. Nhưng một khi đã ngắm được mục tiêu, chúng sẽ dùng thị lực và di chuyển để giết con mồi. Mọi con mắt đổ dồn về con mồi từ mọi hướng, chờ đợi thời cơ để tấn công. Nhưng làm thế nào để linh cẩu nhìn rõ trong đêm đến như vậy? Khi trinh sát, linh cẩu sử dụng cặp mắt ốc nhồi đã kích hoạt chức năng quan sát ban đêm. Một lớp cơ đặc biệt phản xạ ánh sáng qua võng mạc, tăng lượng ánh sáng đến các tế bào quang thụ thể. Lớp cơ này tăng thị lực về đêm lên đến hơn 40%. Trong khi con mồi chỉ nhìn thấy bóng đêm dày đặc thì linh cẩu lại nhìn rõ mục tiêu của mình. Khi con mồi đã bị bao vây, bầy linh cẩu không vội vàng dừng lại. Chúng sẵn sàng đuổi theo và tra tấn con mồi đến chết. Con linh dương kiệt sức, nhận ra mình bị bao vây bởi bầy thú ăn thịt đông đảo hơn hẳn. Nhiệm vụ hoàn tất. Con mồi to lớn thường bị xẻ thịt ngay tại trận. Chúng ăn ngấu nghiến trước khi bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào xuất hiện